Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 2, bài số 2, phần hình học. Ở phần 2 này chúng ta sẽ đến với dạng 3, tính chu vi và diện tích của hình thoi và hình chữ nhật. Thì phương pháp giải là nắm vững các công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật và hình thoi và vận dụng vào phần bài tập. Rồi đầu tiên chúng ta đến với bài số 8 nhé. Ở bài 8 cho hình vẽ biết BR là bằng 6 này. Rồi. TU là bằng 4. ST là bằng bằng 3. Giờ người ta hỏi OQ. OQ thì cái hình này là hình thoi đúng không? OQ RB là hình thoi nên OQ nó cũng sẽ bằng cái đoạn BR. Đúng chưa? Nó cũng bằng 6 tại vì bốn cạnh của hình thoi đều bằng nhau. SV là cái hình chữ nhật đó, màu tím là cạnh của một hình chữ nhật màu tím này, thì nó sẽ bằng TU vì hai cạnh đối nó sẽ có độ dài bằng nhau đó. Vậy là ST cũng bằng 4 này. Các bạn phải giải thích nha, hình vì cái gì nha, nhớ giải thích nha chưa. Còn không giải thích là chúng ta chưa thực sự nắm bài đâu. UV thì nó cũng đối với cái cạnh gì, ST thì nó sẽ bằng bằng 3. Rồi, các bạn cũng phải tự giải thích ra. Vì sao? Vì SV UT là hình chữ nhật nên các cạnh đối bằng nhau. Đó, phải giải thích rõ ràng là như vậy. Câu D, chu vi hình thoi OQRS, OQRB, OQRB. À, chu vi là bằng 4 nhân cho độ dài một cạnh là bằng 6, tức là bằng 24, được chưa? Cm. Diện tích hình chữ nhật STUV, diện tích hình chữ nhật là lấy dài nhân rộng, tức là lấy 3 nhân 4 đúng không? Là bằng 12 mét vuông, à 12 cm vuông. Câu 9. Một bãi đất có hình chữ nhật có kích thước là 5 và 4, tức là 5 là chiều dài này. Còn 4 là chiều rộng. Người ta làm một bồn hoa hình thoi có kích thước hai đường chéo. Là 1,5 và 2, tính diện tích phần cỏ. À, là một cái bãi đất đúng không? Một bãi đất hình chữ nhật, anh vẽ ra các bạn dễ tưởng tượng nha. Đây, một bãi đất hình chữ nhật có kích thước là 4, 5 và 4 này. Và người ta làm một bồn hoa hình thoi. Đó, một bồn hoa hình thoi có kích thước hai cái đường chéo này là 1,5 và 2. Thì diện tích của cái phần cỏ, tức là cái phần còn lại được không? Cái bồn hoa ta không tính. Tức là ta lấy diện tích hình chữ nhật là bằng bao nhiêu? 4 nhân 5, đúng không? Và diện tích hình thoi á, chính là cái diện tích cái bồn cỏ đấy, là 1 phần 2 nhân 1,5 và nhân cho 2. Đó là bằng nửa tích hai đường chéo. Thì người ta cho hai đường chéo là 1,5 với 2. Đó. Vậy thì cái diện tích cỏ nó sẽ bằng cái diện tích hình chữ nhật trừ cái diện tích hình thoi, được không? Thì nó ra cái việc diện tích phần cỏ còn lại thôi. Tiếp theo ta chuyển qua bài 10. Hình chữ nhật có chu vi là 30, được chưa? Hình chữ nhật có chu vi là 30. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Rồi. Chu vi 30, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Thì chu vi hình chữ nhật đúng không? Là bằng dài nhân rộng. Đó. Hai lần dài cộng rộng đó. Dài cộng rộng nhân 2 là hai lần A nhân B. Mà người ta bảo là chiều dài. Chiều dài là A gấp đôi chiều rộng. Đúng không? Thì chiều dài là A. Đó. Chiều dài là A. Hoặc là chiều rộng là A đi. Được không? Chiều rộng là A. Thì chiều dài nó gấp đôi chiều rộng có phải là bằng 2A không? Rồi, vậy thì cái chu vi là 30 này nè, nó bằng gì? Dài cộng rộng là 2A nhân 2, đúng không? Vậy suy ra là 15, anh chia 2 xuống sẽ bằng 3A. Vậy suy ra A sẽ bằng 15 chia 3 là bằng bằng 5. Vậy là chiều rộng nó sẽ bằng 5 và chiều dài là bằng 2A, tức là bằng 10. Đó.
Và giờ người ta bảo tính diện tích hình chữ nhật. Vậy thì diện tích hình chữ nhật là bằng dài nhân rộng là 5 nhân 10 là bằng 50, đúng chưa? Đấy, thì đây là những cái anh hướng dẫn giải. Còn khi các bạn thực hiện đó thì các bạn phải ghi lời giải đầy đủ nha. Rồi tiếp theo. Bài 11. Một sàn nhà hình chữ nhật có kích thước là 8 mét đó, và 5 mét. Người ta cần trải những miếng thảm hình vuông có kích cỡ là 0,5 mét kín mặt sàn nhà. Hỏi người ta phải mua bao nhiêu miếng thảm hình vuông như vậy? Thì ở đây nó cùng đơn vị là cái đầu tiên này. Giờ ta tính cái diện tích sàn nhà đúng không? Là diện tích hình chữ nhật, nó là bằng 8 nhân 5 là bằng 40. Được chưa? Vậy suy ra là số thảm cần trải là có phải lấy diện tích hình chữ nhật chia cho cái diện tích gì? Hình vuông. Diện tích hình vuông là diện tích tấm thảm á, mà diện tích hình vuông là bằng bao nhiêu? 0,5 nhân 0,5 đúng không? Tức là bằng 0,25. Rồi. Thì các bạn lấy là gì? 40 chia cho 0,25. Đó thì nó sẽ ra cái con số mà số miếng thảm, được chưa? Rồi, bài 12, một hình chữ nhật có chu vi là bằng 78. Chu vi 78. Rồi, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Hỏi hình chữ nhật có diện tích là bao nhiêu? Nó rất giống câu bài 10 nên các bạn tự giải nhé. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và có diện tích là bằng 196, tính chu vi hình chữ nhật đó. Thì ở đây là chiều dài gấp 4 lần chiều rộng, thì chiều rộng là A, vậy chiều dài sẽ là 4A đúng không? Nó gấp 4 lần. Đó, vậy diện tích nó sẽ bằng gì? Diện tích nó sẽ bằng 4A nhân cho A là bằng 4A bình phương. Đó, mà cái 4A bình phương này nè, nó là bằng 196. Được chưa? Vậy các bạn suy ra A bình phương là bằng bao nhiêu? Có phải là bằng các bạn lấy 196 chia cho 4 nhá. Vậy là 19 chia 4 đúng không? Là được 4. Nhớ 3, 3, 6 là 49 này. Vậy suy ra A lúc này bằng 7 đúng không? Tại vì 7 nhân 7, A bình là bằng A nhân A. Mà 7 nhân 7 thì mới bằng 49. Suy ra A bằng 7. Đó. Thì cái A chính là cái chiều rộng là bằng 7. Còn chiều dài là bằng 4A. Tức là 4 nhân 7 là bằng 28. Rồi. Vậy thì tìm chu vi hình chữ nhật. Chu vi là bằng gì nào? 2 nhân cho 28 cộng cho 7 đúng không? Đó, dài cộng rộng nhân 2. Đó là cách cái anh gợi ý cái bài số 13. Tiếp theo, ta chuyển qua bài số 14 nhé. Rồi, ở bài 14 ta có gì nào? Tính chu vi và diện tích của hình bên, biết AG là bằng 9. AG bằng 9, AB là bằng 3. Rồi, bài 14 này chắc bị lỗi nha các em. Tại chúng ta chưa biết cái hình bên nó là hình nào. Rồi, bây giờ anh chuyển qua bài số 15 ha. À, bài 14 này, đây là hình 14. Rồi, xin lỗi các bạn. Vậy AG là bằng 9 này, AB bằng 3. Tiếp theo BC là bằng 4, CD là bằng 5. Rồi tính chu vi hình bên. Rồi ta tính cái chu vi hình này nhé. Thì đầu tiên các bạn chia nó ra đúng không? Đây là hai hình thành hai hình chữ nhật này. Cái đoạn này nó sẽ bằng 4 luôn nè. Cái này anh đặt là H tại vì nó vuông góc. Cái đoạn này, cái điểm này anh đặt là H. Vậy cái này nó cũng bằng 4 tại nó là hình chữ nhật mà. Được chưa? 4 góc vuông đây. Rồi, hai cạnh đối nhau thì bằng nhau, đoạn này cũng là 4. Vậy cái đoạn HG này nó sẽ là bằng 9 trừ 4 là bằng 5 đúng không? Rồi. Còn cái đoạn DC là bằng DC bằng 5 mà cộng thêm cái đoạn CH là bằng 4. Vậy thì suy ra cả cái đoạn DH DH thì nó sẽ bằng EG, nó bằng bao nhiêu? 5 cộng cho 4 là bằng 9 luôn, đúng chưa? Vậy cái diện tích hình này nè. Cái diện tích hình 14 nó bằng cái diện tích hình màu đỏ cộng với cái diện tích hình màu
màu xanh lá này, được chưa? Vậy diện tích đỏ là bằng bao nhiêu? 3 nhân 4, đó, nó là diện tích hình chữ nhật A, B, C, H. Rồi là bằng 12. Còn diện tích xanh, xanh lá là bằng bao nhiêu? Có phải là bằng HC, HG đúng không? Nhân cho cái gì? Nhân cho EG. Mà EG ta có là bằng 9. Còn HG ta tính ra được là 5. Nhân cho 9 là bằng 45. Rồi, vậy diện tích hình 14 là bằng 12 cộng 45 đúng không? Hai cái hình diện tích đỏ cộng lá này này thì là bằng bao nhiêu? 57, được chưa? Rồi ta chuyển qua bài số 15, tính chu vi của hình bên biết CDEG là hình chữ nhật, CDEG là hình chữ nhật có diện tích là 96, CD là bằng 12. Rồi diện tích là bằng dài nhân rộng, tức là bằng CD nhân cho ED chẳng hạn. Thì CD người ta cho bằng 96, được không? À, CD người ta cho bằng 12 thì EG cũng 12 thôi, đối nhau mà. 12 nhân cho ED. Mà diện tích này thì là bằng 96. Vậy suy ra ED nó sẽ bằng 96 chia cho 12. ED bằng bao nhiêu? ED nó sẽ bằng bằng 8 đúng chưa? ED bằng 8. Vậy suy ra GC cũng bằng 8. Rồi ABC AHCB cũng là hình chữ nhật, diện tích là bằng 160 mét vuông. CH CH đúng không? CH là bằng 2 CG. Mà CG ta vừa tìm ra được là bằng 8, vậy CH nó sẽ bằng 2 x 8 là 16, được chưa? Vậy thì cái diện tích ABCH ABCH nó sẽ bằng gì? CH nhân cho bao nhiêu? Nhân cho BC, được chưa? CH nhân BC. Mà CH thì ta tính được là 16, diện tích tam giác này là 160 nhân cho BC. Vậy từ đây ta suy ra BC có phải là bằng 160 chia 16 là bằng 10 không? Đó, BC nó sẽ bằng 10. Rồi. Tính chu vi. Chu vi là ta lấy tất cả các cạnh cộng lại. AB thì nó bằng CH, là nó bằng AB bằng 16, được không? AH thì bằng BC là bằng 10. Còn GH, đúng không? GH là bằng CH, đúng chưa? CH, GH là bằng CH trừ đi bao nhiêu? CH trừ đi GC, được chưa? CH trừ đi GC. Tức là GH này là bằng 16 trừ đi 8 là bằng 8 này. Rồi ta cộng cho cái đoạn GE là 12, được không? Đoạn GE là 12. Đó, cộng cho đoạn ED là bằng 8, cộng cho cả cái đoạn BD, cộng cho cả cái đoạn AB và cộng cho cái đoạn AH. Rồi, vậy thì cái chu vi hình 15 nó là bằng gì? Có phải là AH này cộng cho HG đúng không? Đây là G nha các em. HG cộng cho GE. Đó, nhiều bạn sẽ cộng nhầm, cộng cho HC là sai nhé. Phải cộng cho HG, rồi cộng cho GE, cộng cho ED đúng không? Cộng cho BD và cộng cho AB, được chưa? Rồi, những cái đoạn này thì đã có sẵn ở trên hình anh đã giải rồi thì các bạn tự thay số vào nhé. Rồi tiếp theo tôi chuyển qua câu 16. Một hồ bơi có kích thước như hình vẽ. Tính chu vi và diện tích hồ bơi. Nếu lát sàn hồ bơi bằng những viên gạch hình vuông có cạnh là 50 mét vuông 50 cm thì cần bao nhiêu viên gạch? Rồi, thì diện tích hồ bơi đúng không? Ta chia nhỏ nó ra để ta tính. Đó là diện tích hình chữ nhật này nè và cái diện tích này, được chưa? Rồi đầu tiên á, ta có cái AG là bằng 5 đúng không? Nó sẽ bằng B. Ở đây anh đặt điểm này là điểm H, BH. Rồi, thì BH nó cũng bằng 5, vậy suy ra là CH nó bằng 2, được chưa? CH nó bằng 2. Còn AB nó bằng 10, được chưa? AB bằng 10.
Rồi bây giờ ta tính diện tích hình chữ nhật nhé. Diện tích hình chữ nhật có phải là diện tích xanh dương cộng diện tích xanh lá không? Rồi, S S xanh dương thì bằng gì? Là bằng 5 nhân 10. Được chưa? Là bằng 50 đúng không nào? Là bằng 50. Rồi diện tích xanh lá là bằng gì? Diện tích xanh lá có phải là đây. Cái hình này này, đó, nó là cái hình chữ nhật rồi. Mà nó có hai cái cạnh này bằng nhau, được không? Nó cũng là diện tích hình chữ nhật là 2 nhân 2 luôn. Đó, thì là bằng 4. Rồi vậy cả cái diện tích hồ bơi nó sẽ bằng xanh dương cộng cho xanh lá, nó sẽ là bằng diện tích hồ đúng không? Là bằng 54 mét vuông, được chưa? Rồi sau khi ta có diện tích hồ thì giờ người ta hỏi cái viên gạch này này thì ta phải đổi ra là 0,5 mét đúng không? Cho nó cùng đơn vị đo. Rồi thì cần bao nhiêu viên gạch? Thì số viên gạch cần là đúng không? Thì có phải là các em lấy là diện tích hồ đúng không? Diện tích hồ chia cho bao nhiêu? Diện tích hồ chia cho diện tích một viên gạch, một viên được không? Là bằng 54 chia 0,5 bình phương. Tại vì đây là cạnh thôi. Diện tích một viên là bằng bao nhiêu? Là bằng 0,5 bình phương. Được chưa? Lấy diện tích cả hồ chia cho diện tích một viên. Đó. Rồi đến đây các bạn tự tính nha. Rồi ta chuyển qua cái bài số 17 ha. Đó, bài 16 anh tạm thời anh đã giúp các bạn hướng dẫn các bạn giải xong rồi. Giờ ta chuyển qua bài 17 nhé. Rồi ở bài 17 thì ta có gì nè? Rồi ở bài 17 ta có là diện tích tổng bốn hình tam giác sau, tính diện tích tổng bốn hình tam giác sau. Đây, tức là bốn cái hình tam giác này nè, được không? Đấy. Vậy thì đầu tiên là ta có cái hình chữ nhật đúng không? Thì ta phải trừ đi diện tích cái hình thoi ở giữa thôi, diện tích hình chữ nhật là bằng bao nhiêu? 6 nhân 4 được chưa? Là bằng 24 này. Rồi diện tích hình thoi ở giữa. Diện tích thoi thì có phải là bằng 1 phần 2 tích hai đường chéo không? Thì hai đường chéo nó chính là bằng 4 này. Cái đoạn này này nó sẽ bằng đúng cái cạnh của hình chữ nhật là bằng 4. Nhân cho cái đường chéo thứ hai là nó bằng 6. Đó, vậy nó bằng 12. Vậy diện tích tam giác, bốn hình tam giác ấy, nó sẽ bằng 24 trừ đi 12 là còn 12. Đúng không? 12 cm vuông. Rất đơn giản. Rồi, bài số 18. Có một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Biết rằng khi mở rộng chiều dài thêm 6 mét thì diện tích mảnh đất tăng thêm 150 mét vuông. Diện tích miếng đất chữ nhật ban đầu là bao nhiêu? Rồi, chiều dài gấp đôi chiều rộng đúng không? Vậy anh đặt chiều rộng là A, vậy chiều dài nó sẽ là 2A. Được không? Nó đặt đặt chiều dài là gì? Chiều dài là à, chiều rộng chứ, xin lỗi các bạn. Là A thì chiều dài nó sẽ là 2A tại vì nó gấp đôi mà. Đúng chưa? Rồi, vậy diện tích ban đầu đúng không? Rồi, bây giờ chiều dài đây là cái diện tích lúc đầu này, đó là 2A nhân A là bằng 2A bình phương. Rồi còn diện tích ban đầu đúng chưa? Diện tích ban đầu nó là bao nhiêu? À xin lỗi các bạn. Diện tích lúc sau đó khi tăng chiều dài lên là 6, tức là 2A cộng 6 này. Được chưa? Chỉ tăng thêm chiều dài. Và diện tích lúc sau nó sẽ là bằng 2A cộng 6 là chiều dài tăng thêm nhân cái chiều rộng vẫn giữ nguyên này. Được chưa? Đó. Còn diện tích lúc đầu là bằng 2A nhân A. Là bằng bao nhiêu? 2A bình phương. Còn ở đây là bằng 2A bình phương cộng cho 6A.
Đó, nhân phân phối nha. Rồi, tiếp theo người ta bảo tăng thêm, nó chênh lệch bao nhiêu 150 mét vuông thì ta lấy diện tích lúc sau đúng không? Trừ diện tích lúc đầu, đúng không? Thì là bằng 150. Đó, sau khi tăng thì nó tăng 150 thôi. Vậy diện tích lúc sau là 2a bình cộng cho 6a trừ đi 2a bình là diện tích lúc đầu, thì 2a bình trừ 2a bình là hết, 6a là bằng 150 này. Suy ra a bằng bao nhiêu? 150 chia cho 6. Đó, 150 chia cho 6 thì có phải là bằng 25 không? Đó. Vậy là ta đã có được a, được chưa? Rồi, ta có a rồi thì ta suy ra chiều rộng là bằng 25 này, còn chiều dài sẽ là bằng 50. Đó là và diện tích ban đầu đúng không? Hoặc là diện tích lúc đầu đấy là bằng 2a bình phương, tức là bằng 2 nhân cho 25 bình phương. Đó, tính đây các bạn tự tính được rồi. Tiếp theo ta chuyển qua câu 19. Hình chữ nhật ABCD có chu vi là 22, chiều dài hơn chiều rộng là 3. Vậy anh đặt chiều chiều dài, anh đặt chiều rộng là bằng A đi đúng không? Thì suy ra là chiều dài nó sẽ là A cộng 3. Đó, chiều dài hơn chiều rộng là 3 mà, thì ta cộng thêm 3 thôi. Rồi, và người ta bảo là có chu vi là 22, thì chu vi nó bằng hai lần dài cộng rộng đúng không? Dài cộng rộng. Thì chu vi là 22, 2 mà dài, dài là A cộng 3, rộng ta đặt là A. Đó, vậy thì anh xin phép xóa cái bài 18 đi ha. Thì đây ta có là gì? 22 sẽ bằng, ở đây A cộng A là 2A này, 2 nhân cho 2A cộng 3, và các bạn nhân phân phối vào. 22 là bằng 4A cộng cho 2 nhân 3 là 6. Suy ra 4A nó sẽ bằng 22 trừ 16 là bằng 16. Suy ra A bằng bao nhiêu? A bằng 4. Có A bằng 4 đúng không? Các bạn dễ dàng suy ra được chiều rộng là bằng 4 này. Chiều dài là A cộng 3, tức là 4 cộng 3 là 7 này. Được chưa? Rồi, hãy tính diện tích hình thoi. À, giờ ta có cái, anh có cái chiều rộng là bằng 4 này, chiều dài là 7, thì diện tích hình thoi thì có phải là bằng tích nửa tích hai đường chéo không? Là bằng 1 phần 2 nhân cho MB nhân cho gì? QN. Mà MB thì bằng cái gì? MB đây thì nó bằng AD là bằng 4, là bằng cái chiều rộng của hình chữ nhật, là 1 phần 2 nhân 4. Còn QN thì nó bằng gì? DC là bằng 7, là bằng chiều dài hình chữ nhật. Rồi, vậy là ta sẽ có là diện tích hình thoi là bằng 14 mét vuông, được không? Rồi, ta chuyển qua bài cuối cùng ha. Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 3,6 mét và 5,8. Một cửa sổ hình chữ nhật có kích thước là nhiêu đây? Và một cửa ra vào hình chữ nhật. Tính diện tích nền nhà. Thì diện tích nền nhà là cái diện tích kích thước phòng đấy, tức là bằng bao nhiêu? Có phải là bằng 3,6 nhân 5,8 không? Đó, rất đơn giản. Rồi tiếp theo, tính tổng diện tích cửa sổ và diện tích cửa ra vào. Thì diện tích cửa sổ là bằng cái gì? Đây, nó bảo cửa sổ là hình chữ nhật là bằng 0,08 nhân cho 1,2 và cộng cho cái diện tích cửa ra vào là bằng 1,2 nhân cho 2. Đó, rất đơn giản đúng chưa? Rồi, kết thúc câu 20 cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Đó, qua cái bài ngày hôm nay, mong các bạn nhớ thật kỹ đó công thức tính diện tích hình chữ nhật, công thức tính diện tích hình thoi đó, để có thể áp dụng làm bài. Đó, cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày học thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Đó, nhớ like, share và subscribe kênh nhé.